Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel Và sau đây là bản tin chi tiết mời quý vị đón theo dõi Vụ trộm vàng chấn động trị giá 20 triệu đô la Toronto Pearson Nhiều vụ bắt giữ kịch tính và triệt phá mạng lưới tội phạm Cảnh sát khu vực Peel đã vây bắt các nghi phạm liên quan đến vụ trộm lịch sử ở Canada, gây chấn động trên các mặt báo quốc tế. Vụ trộm vào năm 2023 liên quan đến 6.000 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu đô la, cùng với tiền mặt trị giá 2,5 triệu đô bị đánh cắp từ sân bay quốc tế Toronto Pearson. Vàng và tiền được đặt hàng từ một nhà máy lọc dầu ở Zurich, Thụy Sĩ, sau đó được vận chuyển trong một container thông qua chuyến bay của Air Canada hạ cánh ở Toronto. Chuyến bay đó đã hạ cánh đúng một năm trước vào ngày 17 tháng 4 năm 2023, lúc 3 giờ 56 chiều. Sau đó, hàng hóa được dỡ từ máy bay đến cơ sở vận chuyển hàng hóa của Air Canada vào lúc 6 giờ 32 chiều, các nghi phạm đã đến cơ sở này với hóa đơn hàng không gian lận và đưa nó cho một tiếp viên Trung sĩ thám tử Mike Mavity cho biết hóa đơn hàng không đó là dành cho một lô hàng hải sản hợp pháp đã được nhận vào ngày hôm trước Ngay sau đó, một chiếc xe nâng chở một container vàng và ngoại tệ đến, chất vào phía sau xe tải của nghi phạm Sau đó, nghi phạm lái xe bỏ trốn vào khoảng 9 giờ 30 tối, nhân viên của Prince Canada đã đến địa điểm vận chuyển hàng hóa của Air Canada để nhận lô hàng vàng và tiền. Cảnh sát đã được liên lạc vào ngày hôm sau và một cuộc điều tra đã được tiến hành. Prince đã để đơn kiện Air Canada về hàng hóa bị đánh cắp. Video giám sát mà cảnh sát thu được cho thấy chiếc xe tải đã lái về phía Tây vào vùng Haunton ở phía Bắc Milton, nơi có nhiều vùng nông thôn hơn và cuối cùng chiếc xe tải đã bị mất tích. 37 lệnh khám xét đã được ban hành cùng với 70 lệnh bắt buộc tiết lộ tài liệu và hồ sơ cho đội điều tra. Cảnh sát đã thu giữ 430.000 đô tiền Canada trong quá trình khám xét. Meviti cáo buộc, chúng tôi tin rằng số tiền này là một phần lợi nhuận mà các nghi phạm kiếm được khi bán vàng. Ngoài ra còn có 6 chiếc vòng tay bằng vàng được làm thô sơ bằng vàng nguyên chất và có tổng giá trị hơn 89.000 đô. Cảnh sát còn thu giữ các nồi, phôi và khuôn nấu chảy, những dụng cụ thường được sử dụng trong ngành để thay đổi thành phần của vàng. Chiếc xe tải được cho là dùng để trộm vàng và tiền mặt cũng đã bị cảnh sát thu giữ. Chính người đã được xác định có liên quan đến vụ án và đã bị bắt, bị buộc tội hoặc là bị ban hành lệnh truy nã trên toàn Canada cho đến nay hơn 19 tội danh đã được đưa ra như là trộm cắp, sở hữu tài sản do phạm tội mà có cùng nhiều tội danh khác. Những người bị buộc tội bao gồm một nhân viên Air Canada 54 tuổi và một người đàn ông 37 tuổi đến từ Toronto là chủ của một cửa hàng trang sức. Những người khác bao gồm một người đàn ông 40 tuổi đến từ Oakville, một người đàn ông 43 tuổi đến từ Georgetown và một người đàn ông 35 tuổi đến từ Brampton. Lệnh bắt giữ trên toàn Canada cũng được ban hành đối với một người đàn ông 31 tuổi đến từ Brampton, từng là nhân viên của Air Canada, làm việc ở đó vào thời điểm xảy ra vụ trộm. Cảnh sát cũng đang tìm kiếm một người đàn ông 36 tuổi đến từ Brampton và một người đàn ông 42 tuổi đến từ Mississauga. Người lái xe được cho là đã lấy trộm hàng từ Pearson, được cảnh sát xác định là Durante King Marlin đến từ Brampton đã bị cảnh sát Pennsylvania chặn lại khi đang cố chạy trên một chiếc xe cho thuê vào tháng 9 năm 2023, với hàng chục khẩu súng bất hợp pháp được tìm thấy bên trong. King Marklin hiện đang bị giam giữ ở Mỹ với cáo buộc liên quan đến buôn bán vũ khí. Eric Dery, đặc vụ của cục rụng thuốc lá và vũ khí Hoa Kỳ của Pennsylvania cho biết King Marlin đã cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ và cáo buộc rằng súng được tìm thấy trong chiếc xe thuê đều được vận chuyển đến Canada. Khi Ottawa chú ý đến giới hạn cho thuê ngắn hạn, Airbnb cho biết điều đó sẽ không giải quyết được cuộc khủng hoảng nhà ở. Chính phủ liên bang có kế hoạch đẩy mạnh việc trấn áp hoạt động cho thuê nhà ngắn hạn ở Canada trong nỗ lực giảm bớt cuộc khủng hoảng nhà ở ở nước này. Airbnb cho biết các quy định không phải là giải pháp, là một phần của ngân sách liên bang năm 2024 được công bố vào hôm thứ Ba. Ottawa đã tái cam kết chi 50 triệu đô la để giúp các chính quyền địa phương hạn chế số lượng nhà cho thuê ngắn hạn. Theo ngân sách, quỹ thực thi tiền thuê nhà ngắn hạn cũng đã được đề xuất trong báo cáo kinh tế mùa thu vào năm 2023, sẽ hỗ trợ công việc của các tỉnh và thành phố đã thực hiện hành động nhằm giải phóng danh sách trên các nền tảng chẳng hạn như là Airbnb và Verbal cho thị trường dài hạn tài liệu ngân sách không nói rõ chính xác quỹ này sẽ được sử dụng như thế nào nhưng cho biết chính phủ hiện đang làm việc với các bên liên quan để thiết kế một chương trình đáp ứng nhu cầu của thành phố và sẽ công bố thêm thông tin chi tiết vào cuối năm nay Bắt đầu từ năm nay, Ottawa đã thực thi một biện pháp mới được đề xuất trong báo cáo kinh tế mùa thu năm 2023, từ chối khấu trừ thuế thu nhập đối với những người cho thuê tài sản ngắn hạn không tuân thủ luật pháp tỉnh và thành phố. Theo Airbnb, ít nhất 5 tỉnh bao gồm British Columbia, Quebec, Nova Scotia, Newfoundland và Labrador và PEI đã có hoặc đang phát triển luật cho thuê ngắn hạn. Một số tỉnh như là British Columbia và Quebec gần đây đã đưa ra các quy định nghiêm ngặt về việc cho thuê ngắn hạn với mức phạt nặng trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về việc đăng cho thuê ngắn hạn bất hợp pháp. Theo ngân sách liên bang năm 2024, dựa trên ước tính của năm 2020, các dịch vụ cho thuê ngắn hạn được niêm yết trên các nền tảng như là Airbnb và Vrbo đang khiến 18.900 căn nhà không được rao bán trên thị trường ở Montreal, Toronto và Vancouver nhưng Airbnb tính rằng số lượng đó chiếm chưa đến 1% số lượng nhà ở tại quốc gia này. Người phát ngôn của Expedia Group, công ty mẹ của Vrbo cho biết, dịch vụ cho thuê ngắn hạn đã đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế du lịch của Canada và khách du lịch sẽ tiếp tục tìm kiếm chúng như một lựa chọn cho các kỳ nghỉ và họp mặt gia đình. Tất cả các bộ trưởng liên bang sẽ tham gia vào quá trình tìm 5.000 việc làm để cắt giảm. Chủ tịch Hội đồng Tài chính Anita Enin cho biết sẽ không có bộ và cơ quan chính phủ nào bị loại khỏi quá trình cắt giảm 5.000 vị trí dịch vụ công. Enin, người chịu trách nhiệm về phần lớn dịch vụ công cho biết tất cả các bộ trưởng sẽ phải tham gia vào kế hoạch cắt giảm chi phí không chỉ các bộ lớn nhất. Ngân sách năm 2024 được công bố vào hôm thứ Ba cho biết 5.000 vị trí sẽ bị cắt giảm, dự kiến sẽ tiết kiệm được 4,2 tỷ đô trong 5 năm. Liên minh chính đại diện cho công nhân liên bang đang nêu ra những lo ngại. Chủ tịch Liên minh Dịch vụ Công của Canada Chris Elwood cho biết trong một thông cáo báo chí rằng do dân số Canada ngày càng tăng nên cần có nhu cầu lao động trong khu vực công hơn, ví dụ để tránh phải chờ đợi lâu ở biên giới và sân bay. Dữ liệu gần đây nhất được chính phủ liên bang công bố cho biết dịch vụ cúc lõi có 357.247 công nhân không bao gồm lực lượng quân đội hoặc RCMP. Canada bắt đầu đánh thuế các gã khổng lồ công nghệ vào năm 2024 bất chấp khiếu nại của Hoa Kỳ. Canada sẽ bắt đầu áp dụng thuế đề xuất đối với công ty công nghệ lớn nhất thế giới trong năm nay, bất chấp các mối đe dọa từ các nhà lập pháp Mỹ về việc thực hiện các biện pháp trả đũa thương mại đối với loại thuế chủ yếu đánh vào các công ty Mỹ. Pháp luật ban hành thuế dịch vụ kỹ thuật số hiện đang được đưa ra trước Quốc hội Canada. Sau khi được thông qua, thuế sẽ bắt đầu áp dụng cho năm dương lịch 2024. Trong đó, năm đầu tiên bao gồm các khoản thu nhập chịu thuế kiếm được kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Bộ Tài chính cho biết trong các tài liệu ngân sách được công bố vào hôm thứ Ba. Khoản thuế này sẽ là mức thuế 3% đánh trên doanh thu dịch vụ kỹ thuật số mà công ty kiếm được trên 20 triệu đô trong một năm dương lịch từ người dùng Canada. Thuế sẽ chỉ áp dụng cho các công ty có doanh thu hàng năm trên toàn thế giới khoảng hơn 1,1 tỷ đô. Alphabet Inc và Meta Platforms nằm trong số những công ty sẽ bị ảnh hưởng. Chính phủ chỉ ra trong ngân sách rằng ít nhất 7 quốc gia khác bao gồm Anh, Pháp, Ý và Tây Ban Nha đã áp dụng các loại thuế tương tự. Viên chức ngân sách Quốc hội Canada ước tính khoản thuế này sẽ thu về khoảng 7,2 tỷ đô trong 5 năm tài chính. Bộ trưởng Tài chính Christa Freeland cho biết Canada sẽ không ban hành thuế nếu Hiệp ước Thuế Toàn cầu thông qua Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế được thực hiện. Nhưng cho đến nay, Hiệp ước đó vẫn chưa được Mỹ phê chuẩn. Các nhà lập pháp và quan chức chính phủ Hoa Kỳ coi mức thuế này là không công bằng đối với các công ty Mỹ và đe dọa sẽ trả đũa nếu Canada thực hiện. David Cohen, đại sứ Mỹ tại Canada cho biết trong một bài phát biểu vào tháng 10 năm ngoái rằng đó sẽ là một lĩnh vực gây tranh cãi trừ khi nó được giải quyết hoặc chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận hoặc là chúng ta sẽ có một cuộc chiến lớn. Cũng trong cùng tháng đó, các lãnh đạo Ủy ban Tài chính Thương viện Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền Biden nói rõ với Canada rằng phản ứng của Hoa Kỳ sẽ ngay lập tức nếu thuế kỹ thuật số được ban hành. Các nhóm kinh doanh ở cả hai biên giới cũng đã yêu cầu Freeland giảm thuế. Ottawa mong muốn triển khai chương trình bảo hiểm lũ lụt quốc gia trong vòng 12 tháng, trong nỗ lực giải quyết mối đe dọa lũ lụt ngày càng tăng và tác động tàn phá của chúng đối với các chủ nhà ở Canada, chính phủ liên bang đã công bố kế hoạch triển khai chương trình bảo hiểm lũ lụt quốc gia được chờ đợi từ lâu vào năm tới, với ngân sách phân bổ 15 triệu đô la dành cho năm tài chính 2025-2026. Phát biểu trước cuộc họp kín của đảng tự do vào thứ tư, Bộ trưởng chuẩn bị khẩn cấp Harjit Saiten đã vạch ra chiến lược rộng hơn đằng sau sáng kiến này nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp giảm thiểu thích hợp bên cạnh các điều khoản bảo hiểm sachan nhấn mạnh những trường hợp chủ nhà phải đối mặt với chi phí bảo hiểm cắt cổ do cư trú ở những khu vực dễ bị lũ lụt nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ và thận trọng trong các dự án xây dựng trong tương lai là một phần của phương pháp tiếp cận toàn diện, chính phủ liên bang sẽ hợp tác với các tỉnh và vùng lãnh thổ để cập nhật bản đồ lũ lụt trên toàn quốc, điều cần thiết để xác định các tài sản ở khu vực có nguy cơ cao. Ottawa đặt mục tiêu trợ cấp các chính sách bảo hiểm trong tương lai và cung cấp bảo hiểm lũ lụt với giá cả phải chăng trong vòng 12 tháng tới thông qua một công ty con của tập đoàn nhà ở và thế chấp Canada. Grace Stewart là phó chủ tịch của cục bảo hiểm Canada IBC hoan nghênh tiến độ thực hiện chương trình bảo hiểm lũ lụt của ngân sách, đồng thời lưu ý rằng chương trình này có tiềm năng mang lại lợi ích cho khoảng 1,5 triệu chủ nhà trên toàn quốc. Ông cũng nhấn mạnh phải có đủ kinh phí để chương trình có thể hoạt động thành công, đặc biệt là đảm bảo khả năng chi trả cho các hộ gia đình có thu nhập thấp. Stewart nhấn mạnh mục tiêu tích hợp bảo hiểm lũ lụt một cách liên mạch thông qua các công ty môi giới bảo hiểm thông thường sau khi chương trình đi vào hoạt động cung cấp phạm vi bảo hiểm quan trọng cho người dân ở các khu vực có nguy cơ cao. Giữa những lo ngại đang diễn ra về tác động của biến đổi khí hậu đối với các hình thái lũ lụt, Bộ trưởng Sechen nhắc lại tầm quan trọng của việc củng cố các hệ thống cảnh báo sớm với khoản đầu tư đề xuất là 6,9 triệu đô la trong 5 năm tới để nâng cao năng lực của cơ quan khí tượng Canada trong việc dự đoán lũ lụt và nước dân do bão. Ngân sách năm 2024 thực hiện những thay đổi về thuế lãi vốn sẽ ảnh hưởng đến ai? Trong một động thái nhằm bù đắp cho các sáng kiến chi tiêu đáng kể, Bộ trưởng Tài chính Christian Freeland hôm thứ Ba đã trình bày một ngân sách liên bang quy định mức thuế cao hơn đối với một số người Canada thu lợi từ lãi vốn. Những thay đổi được đề xuất về thuế lãi vốn là một phần trong chiến lược của chính phủ nhằm tăng cường doanh thu sau các thông báo ngân sách vào hôm thứ Ba. Vậy ai sẽ bị tác động của những thay đổi về lãi vốn này? Theo ngân sách liên bang, những người nhận được hơn 250.000 đô la tiền lãi vốn hàng năm sẽ phải đối mặt với sự gia tăng tỷ lệ bao gồm phần lãi vốn phải chịu thuế từ một nửa lên 2/3. Đối với những người có lãi vốn dưới 250.000 đô, thuế suất vẫn ở mức 50%. Tuy nhiên, các tập đoàn và quỹ tính thác sẽ đều có khoản lãi vốn chịu thuế tăng lên là 2 phần 3. Bộ Tài chính đảm bảo rằng 99,87% người Canada sẽ không thấy sự gia tăng về thuế thu nhập cá nhân đối với lãi vốn do những thay đổi này. Jamie Golombek, giám đốc điều hành kế hoạch thuế và bất động sản tại CIBC Private Wealth, lưu ý rằng tác động có thể là tối thiểu đối với các nhà đầu tư bình thường vì hầu hết đều có tài sản trong tài khoản được ưu đại thuế hoặc là nơi cư trú chính. John Oki, phó chủ tịch phụ trách thuế của Charter Professional Accounting of Canada cho biết, Mặc dù một người bình thường khó có thể vượt qua ngưỡng tăng vốn 250.000 đô, nhưng các công ty có thể phải đối mặt với gánh nặng thuế nặng hơn, đặc biệt là những công ty tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh của mình. Hơn nữa, những người muốn đa dạng hóa khoản đầu tư để nghỉ hưu có thể bị ảnh hưởng. Ok giải thích rằng, những tài sản thanh lý như là tài sản cho thuê có thể vượt ngưỡng 250.000 đô. Vậy thì cuối cùng người nộp thuế có thể phải trả bao nhiêu tiền? Sử dụng một ví dụ giả định về một người có thu nhập cao ở Ontario với mức lương là 400.000 đô la và lãi vốn là 300.000 đô la. Bộ tài chính ước tính rằng lãi vốn chịu thuế của người này sẽ tăng theo các quy định mới. Các quan chức tài chính và Freeland lập luận rằng sự thay đổi này nhằm mục đích thúc đẩy sự công bằng về thuế, trích dẫn các ví dụ về sự khác biệt về thuế xuất giữa các khung thu nhập khác nhau. Còn chủ sở hữu bất động sản hoặc là nhà có thể thì sao? Mặc dù nhà đầu tư trung bình có thể hầu như không bị ảnh hưởng, nhưng các sự kiện diễn ra một lần như là bán một ngôi nhà nhỏ hoặc là tài sản đầu tư có thể khiến lãi vốn quá ngưỡng mức 250.000 đô la. Goldenberg khuyên người nộp thuế có tài sản nghỉ dưỡng nên cân nhắc cẩn thận những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính của họ như thế nào, đặc biệt là liên quan đến quản lý tài sản. Người nộp thuế có thời gian để điều chỉnh chiến lược của mình. Những thay đổi này không có hiệu lực cho đến ngày 25 tháng 6 khi có sự chấp thuận của Hạ viện và Thượng viện. Golombert khuyên bạn nên tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính để đánh giá xem liệu thu được lợi nhuận trước thời hạn có thể mang lại lợi ích hay không. Chính phủ Alberta đạt được thỏa thuận mới để trả lương cho bác sĩ gia đình. Mô hình trả lương mới dành cho các bác sĩ gia đình đã đạt được tiến bộ và Hiệp hội Y khoa Alberta hy vọng sẽ triển khai vào mùa thu. Bộ trưởng Y tế Alberta Adriana Lerange cho biết Hiệp hội Y khoa Alberta đã đồng ý về khuôn khổ cho mô hình mới nhằm giúp Alberta giữ chân và thu hút các bác sĩ gia đình. Mô hình kết hợp mới sẽ cho phép một số bác sĩ thoát khỏi mô hình tính phí theo dịch vụ hiện tại. Khuôn khổ mới sẽ bao gồm việc bồi thường dựa trên quy mô và độ phức tạp của nhóm, cũng như là kinh phí cho các chi phí hành chính khác và thời gian gián tiếp cho các việc chăm sóc bệnh nhân. Tỉnh cũng đang làm việc với Hiệp hội Y khoa Alberta để đảm bảo những nhà cung cấp đó có thể tham gia mô hình mới. Khuôn khổ mới cũng sẽ bao gồm các thỏa thuận chăm sóc toàn diện chuyển sang các cuộc hẹn gặp trực tiếp nhiều hơn. Trước khi kế hoạch có thể được triển khai, Ủy ban Quản lý sẽ thảo luận về mức giá dành cho bác sĩ gia đình và bác sĩ đa khoa ở nông thôn. Và Ủy ban về mức giá sẽ có 30 ngày để đi đến thống nhất. Dự kiến sẽ có những khuyến nghị đó vào mùa thu. Một mô hình tài trợ mới cho các y tế hành nghề nâng cao, nurse practitioner cũng sẽ được thực hiện nhưng không có thông tin chi tiết hoặc một thời gian nào được đưa ra vào hôm thứ tư. Các chủ nhà ở Ontario nộp đơn xin tăng tiền thuê nhà. Theo một báo cáo gần đây của CBC News, dữ liệu mới được công bố từ Hội đồng chủ nhà và người thuê nhà Ontario LTB tiết lộ rằng 20 chủ nhà là công ty đã nộp đơn xin tăng tiền thuê vượt quá hướng dẫn của tỉnh trong hầu hết năm 2022. Hơn 50% trong số 470 đơn đăng ký tăng tiền thuê nhà trên mức tăng hướng dẫn AG, năm công ty cụ thể là Starlight Investments, Real Star Corporation, British Columbia Investment Management Corporation, Homesteadland Holding Limited và Hazelville Properties gửi hơn một phần tư số đơn đăng ký. Phân tích của CBC tiết lộ rằng Starlight Investments giám sát 54.000 đơn vị dân cư trên toàn quốc đã nộp 46 đơn đăng ký có khả năng ảnh hưởng đến khoảng 6.000 đơn vị. Hàng năm, chính quyền Ontario công bố hướng dẫn tăng tiền thuê nhà của tỉnh cho năm tiếp theo. Hướng dẫn tăng tiền thuê nhà của Ontario cho năm 2024 là 2,5%. Tuy nhiên, theo đạo luật thuê nhà năm 2006, chủ nhà có thể nộp đơn xin hội đồng chủ nhà và người thuê nhà Ontario tăng tiền thuê nhà cao hơn mức hướng dẫn vì ba lý do. Thứ nhất, nếu chi phí thuế và phí của thành phố của chủ nhà tăng lên một mức bất thường. Thứ hai là chủ nhà có tiến hành cải tạo, sửa chữa, thay thế hoặc bổ sung đáng kể đối với tòa nhà hoặc là từng căn hộ riêng lẻ. Thứ ba là chi phí dịch vụ bảo vệ của chủ nhà tăng lên hoặc chủ nhà bắt đầu cung cấp dịch vụ bảo vệ lần đầu tiên. Tất cả các căn hộ cho thuê được xây dựng sau ngày 15 tháng 11 năm 2018 không thuộc diện kiểm soát tiền thuê của tỉnh. Lập kế hoạch trước cho việc hậu sự sẽ giúp giảm chi phí, gánh nặng và bối rối cho người thân. Clan Oak Funeral Home and Cemetery tại thành phố Oakville kính mời quý vị tham gia hội thảo miễn phí để nhận được những giảm giá đặc biệt cùng cơ hội trúng thưởng ngay một chiếc điện thoại iPhone 15. Mọi chi tiết và đăng ký chỗ, xin liên lạc Anh Elizabeth Nguyễn. Giá nhà trung bình ở Toronto sẽ là 2 triệu đô la vào năm 2034. Sử dụng tỷ lệ tăng trung bình là 5,6%, một Báo cáo mới của Zucasa dự đoán rằng nhà ở Toronto sẽ đạt giá bán trung bình là 2 triệu đô vào năm 2034. Theo báo cáo tháng 3 năm 2024 của Hội đồng Bất động sản khu vực Toronto, chỉ số tổng hợp, chỉ số giá nhà MLS HPI đã tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá bán trung bình tăng 1,3% lên 1.121.615 đô la. Kể từ năm 2020, giá nhà ở Toronto liên tục vượt quá giá bán trung bình hàng triệu đô la và trong 2 năm qua, giá nhà trung bình ở 43% khu vực lân cận của Toronto đã vượt quá 2 triệu đô. Ngay cả một số khu dân cư có giá cả phải chăng nhất của thành phố gồm Rockcliffe, Smithy, Kildare và Eglinton West đã chứng kiến giá nhà đơn lập trung bình đạt mức cao nhất là 1,6 triệu đô la vào tháng 2 năm 2023. Các khu vực lân cận High Park, Swansea Roseville và Parkdale của Toronto cũng được xếp hạng là một trong những khu vực có giá cả phải chăng nhất trong danh sách các khu vực đắt đỏ nhất của thành phố, có giá nhà trung bình vượt quá 2 triệu đô vào năm 2022. Ở một số khu lân cận Toronto giàu có chẳng hạn như là York Mills, Bridle Path và hot Hollow đã chứng kiến mức giá tăng vọt xa mốc 3,6 triệu đô. Với dự đoán rằng một ngôi nhà trung bình ở Toronto sẽ có giá 2 triệu đô chỉ sau 10 năm, Zucasa lưu ý rằng lãi suất sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc định giá. Báo cáo viết, khi lãi suất giảm, giá nhà tăng lên. Trong trường hợp lãi suất bắt đầu giảm trong năm nay, có thể dự đoán mức tăng giá tương ứng trên thị trường nói chung. Nghĩa là việc giá nhà đạt mức trung bình vài triệu đô, thậm chí còn nhanh hơn hơn 60 cáo buộc vận chuyển cocaine qua biên giới của Ontario. Một cư dân Ontario đang phải đối mặt với hơn 60 cáo buộc liên quan đến việc vận chuyển trái phép số lượng lớn cocaine giữa Toronto và Montreal. Trong một thông cáo báo chí đưa ra vào hôm thứ Tư, cảnh sát tỉnh Ontario cho biết họ đã thu giữ 20 khẩu súng bất hợp pháp và 73 kg ma túy bất hợp pháp trong quá trình điều tra. Cuộc điều tra buôn bán ma túy được thực hiện với sự hỗ trợ của phòng tội phạm có tổ chức của cảnh sát Montreal vào ngày 27 tháng 3, hai lệnh khám xét đã được thực hiện đối với một chiếc xe và nơi cư trú trên đại lộ Rydell ở Toronto. Cảnh sát đã thu giữ khoảng 60 kg cocaine, khoảng 13 kg methamphetamine, 19 khẩu súng ngắn và một súng trường tấn công, 3.000 viên đạn, 53 băng đạn và 4 băng đạn trống, 66 công tắc tự động của Glock mà cảnh sát cho biết được dùng để chuyển súng ngắn thành súng tự động, cũng như là ba áo chống đạn và một mũ bảo hiểm đạn đạo. Một người đàn ông 35 tuổi đến từ Whitby, Ontario, được cảnh sát xác định là Bradley Nelson đã bị bắt giam ở Toronto liên quan đến cuộc điều tra. Bị cáo đang phải đối mặt với 68 tội danh bao gồm nhiều tội danh sở hữu súng trái phép. Sở hữu súng trái phép dù biết rằng nó là trái phép, sở hữu chất bị kiểm soát và sở hữu vì mục đích buôn bán súng. Một cụ bà người Canada ở trên giường bệnh để lại những lời hấp hối gây gắt cho Thủ tướng Justin Trudeau một người dùng tiktok với tài khoản là furry at the world đã chia sẻ một đoạn video ghi lại cảnh người bà sắp chết của cô gửi tin nhắn đến thủ tướng trudeau từ trên giường bệnh của bà bà nói trong video rằng các bác sĩ nói với tôi rằng tôi sắp ra đi nghĩa là tôi sắp chết và bạn biết gì không tôi vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng tôi cũng đã loại được justin trudeau ra khỏi cuộc đời mình Video TikTok này hiện có hơn 330.000 lượt xem, nhận được nhiều bình luận. Nhiều người đồng tình với bà và muốn Thủ tướng Trudeau xem đoạn video. Tôi thực sự hy vọng thông điệp này sẽ được chúa phù hộ gửi đến Trudeau. Một bình luận viết: Chúng ta nợ người phụ nữ này sự bình yên. Tôi sẽ tôn vinh tinh thần của bà và coi việc loại bỏ ông ấy khỏi chức vụ là công việc cả đời của bà. Một người khác thêm vào: những người khác đã biết ơn bà vì đã nghĩ về thủ tướng trong những ngày cuối đời. Gần đây, thủ tướng Trudeau đang phải hứng chịu những tin nhắn gây gắt từ công chúng. Vào đầu tháng 4, cựu nghị sĩ đảng tự do là Jody Wilson-Raybould đã đăng một bài châm biếm trên X dưới dạng một bài hát. Một người phụ nữ Ontario mất 30.000 đô sau khi đầu tư vào một công ty môi giới vay thế chấp không có giấy phép. Jackie Bennett một y tá ở Whitby Ontario đang đấu tranh để thu hồi hàng chục ngàn đô la tiền tiết kiệm mà cô đã đầu tư vào một công ty môi giới vay thế chấp không có giấy phép Bennett đã đưa tiền cho nhà môi giới thế chấp Jasna Singh của Best Choice Financial có địa chỉ hoạt động ở Scarborough Cô cho biết công ty này lẽ ra phải đem số tiền 130.000 đô của cô cho vay trong thời gian 3 tháng và sau đó trả lại toàn bộ số tiền, cộng thêm 9.000 đô la tiền lãi. Tuy nhiên, 3 tháng trôi qua và Bennett không nhận được gì cả. Hồi tháng 2, Bennett trở nên lo lắng và liên hệ với CTV News Toronto để được giúp đỡ. Khi CTV News đến văn phòng của Best Choice Financial ở Scarborough, cửa bị khóa, dường như không có ai bên trong và biển hiệu của công ty đã bị gỡ bỏ. Gần 2 tháng sau, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính Ontario, viết tắt là FSRA, đưa ra tuyên bố cáo buộc công ty này hoạt động mà không có giấy phép. Vào tháng 4, Bennett cho biết cô đã có thể lấy lại được 100.000 đô la và vẫn đang đấu tranh để lấy lại 30.000 đô la còn lại. Tiếp theo là những thông tin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái và giá vàng. Một đồng đô la Canada tương đương với 0,7250 đồng đô la Mỹ và cũng tương đương với 0,6806 đồng euro. Một đô la Canada đổi được 18.440 đồng Việt Nam. Một đô la Mỹ đổi được 25.395 đồng Việt Nam. Một ounce vàng có trị giá là 2.362,5 đồng đô la Mỹ tương đương với 3.251,9 đồng đô la Canada vừa rồi là những tin tức canada đáng chú ý phần tin tức quốc tế sẽ được gửi đến quý vị trong một bản tin tiếp theo mời quý vị đón theo dõi